Chào anh em, đây là chiếc laptop Lenovo Yoga 9i, cái phiên bản bọc da. Đây là phiên bản cao cấp nhất của cái dòng Lenovo 9i. Lenovo 9i là dòng laptop phân khúc thời trang cao cấp nhất của Lenovo, giá đắt nhất luôn. Trong các cái dòng mà Lenovo gọi là IdeaPad ấy, dòng thời trang ấy, thì có series 3, series 5, series 7, thì đây là series 9 cao cấp nhất. Và bản Black Leather này thì nó là bản phiên bản cao cấp nhất trong cái dòng cao cấp nhất 9i, dòng series 9. Anh em thấy chiếc máy này thì nó sẽ có một cái thiết kế mà rất là doanh nhân, đúng không ạ? Nó là dòng, mặc dù nó là dòng thời trang cạnh tranh với Dell XPS 13 hay là HP Spectre, tuy nhiên là chiếc laptop này, phiên bản này thì nó lại mang phong cách business, phong cách doanh nhân nhiều hơn là so với các dòng kiểu thời trang kia. Đây, mặt ngoài bọc da rất là sang trọng đúng không ạ? Rất là sang luôn. Đây đấy, trong đây là hệ thống âm thanh sao 3 này, rất là chất lượng. Thường các cái laptop thông thường thì anh em thấy nó có khoảng 2 loa, tuy nhiên chiếc laptop này thì nó có tới 4 loa, rất là hay. Sao 3 mà hệ thống âm thanh vòm. Chiếc laptop này thì là làm từ hợp kim nhôm. Hợp kim nhôm này là nhôm máy bay, dùng trong cái công nghệ chế tạo máy bay với lại tàu vũ trụ, nó rất là cứng. Hợp kim này đó là nhôm series 6000, nó rất là cứng cáp, rất là chắc chắn nhưng rất là nhẹ. Bề ngoài của cái phiên bản này thì người ta bọc da đấy, rất là đẹp. Thứ nhất là nó đẹp, thứ hai cầm cảm giác nó rất mịn, nó rất là sướng. Em thấy chất liệu da này nó rất là đẹp đúng không ạ? Đây, khi mở lên chiếc máy này thì sử dụng cái lên cao một chút thì anh em sẽ phải dùng hai tay. Đây, anh em thấy cái màn hình tràn viền luôn đấy, rất là đẹp đúng không ạ? Phần dưới này thì thường các cái dòng cảm ứng nó sẽ làm hơi dày một chút, là để thứ nhất là anh em có thể bẻ cặp sang cầm một tay bên này thì nó đỡ bị dính vào màn hình, nó đỡ bị loạn cảm ứng. Ở chiếc máy này thì là nó sử dụng cái ổ cứng SSD NVMe tốc độ rất là cao, tốc độ đọc lên tới 3500. Bởi vậy nên là chiếc máy này là bật máy lên gần như nó tức thì, nó chỉ gần mấy giây là vào Win luôn, rất là nhanh, siêu nhanh luôn. Đây, điểm nổi bật của cái phiên bản này đấy là màn hình 4K HDR, nó rất là đẹp, siêu đẹp luôn. Nó sáng khoảng tầm 500 nit. Đây, độ phân giải 3840x2160. Màn hình này nó hỗ trợ HDR, bởi vậy nên là cái màu sắc nó rất là sống động, rất là đẹp. Đây, âm thanh là sao 3 đây. Đấy, rất là đẹp, rất là xịn sò. Cái chiếc máy này thì nó có cái phiên bản mà gọi là Black Leather, phiên bản cao cấp nhất này thì nó khác với phiên bản thường. Phiên bản thường thì anh em sẽ thấy nó có cái màu bạc và màu vàng sâm panh, còn đây là phiên bản màu đen. Phiên bản màu đen này thì nó sẽ khác là ở chỗ là nó có thêm một cái lớp, đây là plastic, cái lớp kính này. Lớp kính này phủ ở mặt cái tay. Cái touchpad này là touchpad cảm ứng lực, nó khác với phiên bản thường. Nó cảm ứng lực rất là hay, nó nằm ở dưới cái tấm plastic này. Đây là vân tay sóng siêu âm. Đây là những cái công nghệ này thì mãi sau này Dell XPS 13 nó mới có, 9320. Đấy, còn Lenovo 9i này nó đã có từ 2021 rồi. Ở cái vật liệu này nó rất là hay, bởi vì thứ nhất là nó chống mòn, bởi vì nếu mà mặt nhôm này em kê tay nhiều mà thứ nhất mồ hôi hoặc là anh em đeo đồng hồ một thời gian thì cái mặt nhôm nó sẽ bị chóc ra, nó rất xấu. Tuy nhiên là nó phủ cái lớp này thì cảm giác nó sẽ bảo vệ tốt hơn rất nhiều. Thứ hai, trông nó bóng bẩy đẹp hơn và trông nó lạ mắt hơn, rất là đẹp. Hệ thống âm thanh vòm này, ultrasonic fingerprint này, reader, cái bút này, có bút đi kèm luôn. Đây, phiên bản này thì là có cái cấu hình là i7-11195G7, RAM 16GB và ổ cứng SSD 512. Màn hình tràn viền này, kính Gorilla Glass 5 rất là đẹp.
tổng quan thì chiếc máy này nó rất là gọi là business luôn, rất là đẹp. Cái ưu điểm của mấy cái dòng Lenovo mà phiên bản dòng cao cấp thì nó tích hợp cái bút bút tích hợp vào sau máy đây. Đấy, rất là tiện. Bút này sạc pin nhưng nó khi gắn vào nó sẽ tự động sạc qua đây. Nó rất là tiện lợi hơn các cái dòng màn hình cảm ứng thông thường, bút riêng. Thứ nhất là anh em thường là phải mua bút riêng, và thứ hai nữa là nhiều khi để quên nó mất các thứ nó khá là phiền, thì cái bút bên trong này nó rất là tiện lợi, gần như lúc nào anh em cũng có để dùng luôn, rất là tiện luôn. Còn các cái dòng laptop khác thì anh em sẽ phải mua riêng hoặc là cầm riêng, nó khá là bất tiện, nhiều khi quên hoặc là để trong túi nó hơi bị cấn. Cái bút này thì hoàn toàn không. Chiếc máy này thì màn hình nó bẻ gập ra sau 360 độ được. Đây, rất là thoải mái. Cái bản lề của dòng này nó rất là chắc luôn, nó chắc hơn so với các cái dòng X360 khác thì tôi thấy rất là ưng ý, bởi vì là khi mà cái bản lề này nó chắc ấy, thì anh em dùng cảm ứng trên này nó sẽ đỡ bị rung màn hình hơn. Cái này nó rất là ít rung, rất là ok. Đây, bẻ gập lại nhé. Anh em bẻ gập lại đây, gập hẳn lại. Bút này thì anh em có thể viết vẽ các thứ, nói pe thôi, để lúc khác pe sau. Đấy, anh em có thể nốt, nó rất là nhạy. Anh em có thể dùng cái bút này để ghi chú hay nốt các thứ, nó rất là tiện lợi luôn. Cái pen dòng này nó rất là nhạy, nói chung là rất là xuất sắc. Cảm ứng rất là nhạy luôn. Quá rất hay ạ. Có ba rồi. Cảm ứng rất là mượt. Cái bản lề này rất là cứng cáp, rất là ưng. Chiếc máy này anh em thấy là thật ra ở góc nhìn nào nó cũng đẹp. Dòng Lenovo Yoga 9i này thì anh em thấy là lúc mà giá mới của nó rất là đắt, lên tới khoảng tầm 60 triệu Việt Nam đồng. Thì bây giờ với cái hàng line new như chiếc này, nó sản xuất vào cuối 2021 và bán ra đầu 2022, thì chiếc máy này bây giờ nó chỉ rơi vào khoảng tầm hơn loanh quanh trên dưới 24 triệu mà thôi, rất là hợp lý, rẻ hơn bằng một nửa so với giá mới. Đây, mặt cấu hình các thứ nó rất là ok. Có i7-11-95G7, RAM 16GB, ổ cứng 52, tốc độ cao. Các cái tính năng khác thì nó rất là hiện đại. Ví dụ như màn hình của nó là màn hình 4K HDR cực đẹp. Toa sao 3 này thì cực kỳ xịn nó. Chất lượng của gia công của chiếc máy này, nó chất lượng nó rất là tốt. Bởi vì cái nhôm này là kim nhôm series 6000 dùng trong chế tạo máy bay và công nghệ tàu vũ trụ. Rất là cứng, rất là xịn, chất lượng hoàn thiện. Nói chung là dòng này nó cực kỳ tốt rồi, thiết kế nó cũng rất là đậm chất doanh nhân. Nếu mà anh em mua những cái dòng kiểu như Dell XPS 13 cái thứ thì tôi đang nhìn nó rất là bình thường, nhưng mà dùng sang những cái này đi đâu, anh em mang ra gặp đối tác cái thứ, cảm giác nó rất là chuyên nghiệp, rất là xịn, nó mang một cái đẳng cấp rất là cao. Cho nên là những cái dòng kiểu như thế này được Hero đánh giá rất là cao, và Hero rất là thích và rất là muốn nhập nhiều về để cho anh em có thể sở hữu những cái chiếc máy ấy, có tính năng rất là tốt, chất lượng rất là xịn. Đấy, mà với cái mức giá rất là hợp lý luôn. Đấy, bút Apple đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Hẹn gặp anh em vào những video lần sau.